Hôm trước thì ra muộn, nay lại đi sớm quá. Các bố chạy đi uống nước hết rồi. Không có tiếp khách vội, không vội vàng. Để chầu. Ông Công tối hôm qua ông nhắn mình ông mang mấy cây đi mà nên chả thấy đâu. Ngày xưa tôi có trẻ trâu ấy, cứ hay đi ăn cái quả bánh trâu này, đen xí hết cả mồm, quả chín ấy như quả đỗ đen ấy, đấy nó thành chùm ấy. Thì cứ ngày xưa có cái quảng cáo Ajinomoto ấy, cái gì mà vòng quanh thế giới Ajinomoto ấy, vòng quanh thế giới tận đi ăn cái trâu hát bây giờ đấy, ngày xưa cảm thấy rất tình tiền. Điều luyện có ý đồ rõ ràng, trực tiếp chuẩn xác, trực tiếp có con mắt ở trên mình thì nhiều khi mình không đục như thế này, chặt đục vào không biết là đục như thế nào. Đoạn này quách như này chia nó thêm gì nữa, đoạn này khớp nữa.
học sinh rồi. Số 7 cùng hơn quán Hà Đông đối diện cầu đen Vườn Hoa Nguyễn Trãi. Mời các bạn mua vé chấm loạt quà tặng sữa này rất là dễ sống anh, rất là này có cây ổi đẹp quá nhỉ. Cây ổi đấy bao tiền đấy ạ? Đẹp là em mua đấy, không phải hỏi đùa đâu. Khu vực đằng kia mấy cây hay hay chú ạ. Đang cuối chợ rồi. Quê này bệ ác chiến nhỉ. Quay kỹ cây ổi này tí nha. Ở trong chậu rồi đúng không ạ? Dạ. Hợp xong là phải mua đấy nhá. À, hợp lý là mua mà. Đẹp, thích ổi lắm. Người đẹp, cây đẹp. À. Thì mình là chị ở chị Liên đúng không? Không phải chị gái chị Liên. Hâm Lâm Liên. Đây là cùng một nhà đúng không? Không, khác. Nhà gần nhà chị Liên không chị? Gần đây mà. Em vào nhà chị Liên rồi. Em bỏ vào lấy cái hổi nó giống giống này nhưng mà bán mất rồi. Cái hồi hôm trước để đây nè. Cây cảnh nó còn mới. Rồi em quay chợ vòng em quay lại.
quay xong thì mới đi mua được. Đấy, mà có mấy cái bệ chảy ở đây nữa thì chết luôn. Đẹp quá. Cái nặng phết nhỉ. Đục cái này nó chạy đi. Mình hay kiếm được mấy cái con kiểu như ở rừng thế này nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5 cái tay.